đâu nhá, là đấy lệnh đâu đâu nhá, lệnh truy nã khẩn cấp cục FBI SWAT liên bang thế giới truy nã khẩn cấp đối tượng San Song Song. Các người đọc đi. Ông là người nước ngoài. Thôi tôi cần giấy tờ của các ông. Vậy ai mà cái này mà cản tôi tổng tay là ngay, bắt ngay lập tức nha. Ê, 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 ông quá. Lệnh bắn. Không được. Đã cất người. Đi đâu? Bây giờ thì làm sao? Thằng 6 bị bắt đi tù rồi. Nó đi bảo lãnh nó về thôi. Bảo lãnh kiểu gì? Bây giờ thằng David đấy, nó bắt là phải có 200 triệu thì nó mới tha cho thằng 6. Cái tội thằng 6 đánh thằng David gãy tay bây giờ thì khó rồi này. 200 triệu chắc khéo lại 200 triệu đô ấy chứ. 200 triệu Việt Nam đồng. Việt Nam đồng thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao? Đối với lại chúng mình thì lấy đâu ra mà cái số tiền lớn vậy được. Thì... Móc đâu ra chú nhỉ? Đấy. Bây giờ biết sao được. Bây giờ nó đi vào trong tù ấy là nó bị xử kinh khủng lắm. Nó sẽ bị đánh đấy. Bị đánh nhỉ. Hay là đi cướp ngục ra. Ui giời, cướp thì mình là bị bắt đấy, mình đi cả luôn theo nó. Chú FBI mà. Nguy hiểm quá nhỉ. Thầy chú về cầm sổ đỏ chú cắm đi. Ủa, thầy chú cầm sổ đỏ chú đi cắm đi. Chú cháu đi cướp gì. Bây giờ thế này thằng 6 đi tù rồi. Thế bảo là đi vắt là đi 5 năm hay sao ấy. Khôi, đi 5 năm khôi, đi phải 20 năm. Ôi dồi, 20 năm thì chết lục à. Ôi dồi, nếu 20 năm thì đời coi như đời 6 rồi hết à. Toàn bây giờ làm sao? Toàn chứ. Vậy hôm nay thì có đi gặp thằng David không? Nãy mà gọi Sarah sao nó lại bảo là thằng David này nó về nước nó làm gì rồi? Bây giờ làm sao? Còn thằng David nó phải rút đơn kiện cơ. David phải rút đơn thì may ra mới được ra. Thì vậy, nó mà không rút đơn thì còn lâu. Không biết kiểu gì, con này nó có ra không ra được là thằng 6 trong nó mì tôm không có ăn rồi, rõ không? Chết giá này. Nó ăn tôm Alaska ở trong đấy sao chú? Ôi. Công an. Ôi. Sáu. Chú công an. Sáu. Sáu ơi. Cấp trên của tôi đã trao trả lại 606 cho. Ôi giời. Sao nó ra tù rồi à? Ôi. Chúng tôi xếp ra là bên kia không kiện nữa à? Bên kia người ta tha cho. Ui dồi, thằng David lại tha dễ dàng mẹ. Tha cho cơ. Chắc phải có thằng David. Chắc phải có thằng tình nào đó sau đây chứ. Tạm gì mà thằng David nó tha đơn giản vậy được. Đúng không? Hôm nay không biết được cái gì nhưng mà anh ấy là không tiện nữa. Cho thả anh Sáu ra. Nó thả dễ dàng vậy được. Cảm ơn. Tự nhiên nó rút đơn kiện xong nó không kiện em nữa. Không kiện em nữa. Vâng. Ui dồi ôi. Mạnh ơi. Nhưng mà vẫn trong tầm thả thì thả nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Thế làm sao? Còn phạm lỗi nữa là chúng tôi lại phải tiếp tục thi hành. Sống cho tốt vào chàng trai nhé. Vâng. Con này có sổ đen rồi nhá. Ui dồi ôi. Ủa may quá vậy được về rồi à? Đi tù một hôm đã về rồi. Không kiện nữa cho nên là... Nhưng mà tại sao người ta viết nó không kiện em nữa nhỉ? Em không biết được. Nhưng mà trong em đi một ngày mà em cứ để nghĩ là đi 10 năm luôn ấy. Vậy á? Vâng. Trong đấy có gì? Vừa vào nhá, ba thằng nó bự, xong người toàn bực thôi. Nó vào bút, tôi bảo, cái này một là mày nằm xuống để bọn tao đánh. Thì đánh chào, nó đánh nghe, đánh ít. Còn hai là chống cự, là nó đánh nhiều, đánh mạnh, nó đánh bao nhiêu không được. Thế là em chống cự à? Vâng. Em chống cự đấy, nó đánh người em nhá. Mấy cái vùng luôn. Ôi dồi ôi. Xong rồi em rửa cơm nhá. Sao mày ngu ấy? Sao mày ngu chứ? Sao mày gà thế? Mày cái thông minh thế? Anh vào mà xem, nó bỏ gấp bốn lần luôn đi. Anh nói cho mày biết nhá, nếu mà anh mà đi nhá, bọn đấy nó phải sợ anh luôn. Anh đẳng cấp mà. Tôi trao trả người hết sau này mà còn vi phạm là chúng tôi lại tiếp tục tiến hành. Vâng. Cảm ơn bác SWAT nhá. Ok nhá, chào xin nhá. Chúng ta trả lại cho mọi người rồi. Cảm ơn nhá.
lần sau ấy, bác mà đi ấy, thì giải quyết một lần thôi, mang cả giấy tờ, mang cả thẻ ngành và mọi thứ đi cho đỡ lằng ngoằng. Đúng nhá. Bắt phát là bắt luôn. Được rồi, lần sau tôi rút kinh nghiệm. Tại vì cái này là trên người ta điều xuống là bọn tôi bắt khẩn cấp quá, cho nên đi không kịp làm cầm giấy, nên là lần trước là kéo dài thời gian. Thôi bác, bác có lời khuyên nào cẩn thận với lại lời khuyên không? Thì tôi chỉ khuyên cho anh này ra làm được một công dân tốt, không được phạm tội như lần trước đó. À, vẫn trong cái tầm quản lý của chúng tôi một thời gian. Thấy chưa? Thấy chưa? Mày đã làm trong danh sách đen rồi đây. Em biết rồi. Là tầm thả lỏng ở ngoài tự nhiên vậy thôi chứ còn tôi vẫn quan sát. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi nha. Mời sếp đi cho. Xin tạm thả lại cho toàn thể nhé. Ôi, nhưng mà vấn đề như này đây. Tại sao? Tại sao tự nhiên thằng David nó lại tha cho thằng Sáu? Nó lại rút đơn kiện? Chắc chắn là phải có một cái mục đích gì đó. Hay là thằng David nó suy nghĩ lại, nó thấy thằng này khổ quá nên nó thả rồi. Có cái cục cứt. Anh ơi, em lo quá. Hay là nó bỏ cuộc rồi. Hay là nó bỏ cuộc. Vậy? Không, nhà nó lắm tiền mà. Nó bỏ cuộc nó về Ả Rập rồi. Không, cháu nghĩ rồi. Cháu nghĩ là nó mà bỏ cuộc á. Hay là nó thả em ra xong rồi là nó lại cố tình thuê người khác làm để nó kích động em ấy. Thôi cứ về nhà đã. Đi, dẫn về nhà đã. Ủi mày quá đấy. Về nhá, lần sau là rút kinh nghiệm không được đánh nó quá đáng vậy. Gặp phải bọn đấy nó có tiền nhưng bây giờ nó đánh cái tay nó ra rồi. Hôm nay thế nãy cha ra bảo là nó về Ả Rập để nó chuẩn bị cái gì rồi đấy. Bây giờ mình cứ về nhà thêm đã. Xem lại xem mục đích nó là cái gì. Ừ. Không ổn đâu. Không có gì. Thằng David nó mà làm như thế là chắc chắn là có vấn đề rồi. Chứ có vấn đề gì bây giờ thằng Sáu về là được rồi. Nhưng tại sao tự nhiên là nó cho thằng Sáu vào tù bây giờ nó lại lôi thằng Sáu ra được? Hôm qua chắc là nó lại định mà. Cho em vào đấy. Em nặng tội luôn đấy. Tôi về đã đi. Đi về đã đi. Đi. Chết rồi. Em đói lắm rồi, về nấu ăn luôn cho em nhá. Ừ, ok. Xong đi, tao cho đồ ăn luôn đi. Xong nó để lại cắn như cục cốt tối cho em ấy. Hôm qua nhá, ra nó khóc suốt ngày luôn. Đi về. Mày quá. Ôi cha, em làm gì ở đây? Cha ơi, con sao vậy? Hả? Cha thế? Nào xem nào. Em quay, dơ mặt lên xem nào. Mày làm sao vậy? Em làm sao thế? Sao? Sao lại khóc? Hả? Nó về rồi. Em về rồi. Sao? Nó về rồi. Sao? Sao chi lại khóc vậy? Khóc à? Về rồi. Sao đứng đây khóc? Cái gì? Có chuyện gì? Sao lại khóc thế? Cái gì trên tay kia? Cầm cái gì đây? Trên tay thôi. Nào mọi người đứng lùng anh ra đây, đừng về nó bóng. Chuyện tay là gì? Trên tay thôi. Cái gì có chuyện gì? Sao đây? Sao đứng ra ngoài để cho chị nói, để chị nói. Để ra đang lớn đen. Làm sao? Nó khóc. Ủa có chuyện gì? Ôi, cầm mới. Cái gì đây? Nhiều cũng mến thế à? Làm sao? Cái gì đây? Mới ăn cưới ai đấy? Cái gì đấy? Đây xem nào. Cháu ơi. Sao lại bà ăn? Cha, cái này là cái gì đây hả? Sao lại có ảnh cưới của em với ông David? Hả? Sao em chụp hình cưới nói con cười được à? Không phải em đi chụp hình. Quay chụp hình em đi. Hình của em đây đi. Cười tươi, rồi nói. Này. Trời ra ơi. Sao chú lại cưới em còn khoác tay của người ta nữa à? Đây, 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 666 đây. 666 luôn rồi. 666. Sao chị lại đi cưới lấy lại? Đó. Trời ơi, cái gì? Sao lại bỏ 30? Sao bỏ 77 chết rồi. Chết rồi. Đây là cái gì đây? Làm sao? Hả anh em? Anh ba. Anh em có thực mời nhé. Đây xem anh em nha. Ui dồi ôi. Anh mở mặt với kia nhìn nữa. Anh ba san. Ui dồi ôi. Bà đây không có anh ba. Lên lên bà đây.
Làm sao bây giờ em quyết định anh đi lấy lính thật à? Cùng cho ra đấy đâu. Em lấy David thật à? Này, hôm đi chụp ảnh cưới, này, hôm đi chụp ảnh cưới cũng giấu mọi người phải không? Vậy là chắc là anh bảo chính em đã bảo ông David để cho thằng Sáu ra khỏi tù để em lấy ông đấy phải không? Sáu, vậy là chị đang là muốn cứu em nên chị ấy phải cưới ông đấy rồi. Phải hiến thân mình để cứu Sáu rồi. Thôi rồi, tao ăn rồi, bắt lại là thằng Ông ấy đâu rồi? Ông ấy về ăn rập. Về ăn rập làm gì? Chắc là ông ấy về, ông ấy chuẩn bị cho đám cưới ấy. Chết rồi. Tại mày đấy không? Toàn rồi. Đừng. Tại mày đây. Tại mày. Mà cái này nó phải đi lấy David để nó cứu mày. Không phải như thế đâu chú à. Chú cứu mày, bắt cháu đi. Không, tại anh Sáu thì cũng phải mấy trăm tỷ mà. Đâu phải đâu. Nó cũng phải tại sao tình nguyện sao? Mới phải bỏ ông bảy mày đi lấy David sao? Đây là mày tình nguyện mà. Toàn rồi. Cười tươi nhỉ. Đây là ông David, ông bảo là zoom cận mặt ông ấy để cho nó lên. Tại sao em lại đi chụp ảnh cưới mà em không bảo bài em ra? Chụp em không đi. Không đi lại có ảnh cưới cười tươi như thế. Ông đi lấy ảnh ở trên video xong. Ông ấy nhớ mà. Đừng có nói ngay, không bao giờ có chuyện đó đâu. Em không đi chụp. Nhưng bây giờ em mời mọi người đi ăn cưới phải không? Đúng rồi, phải không? Em mời mọi người đi ăn cưới em phải không? Không đi chụp ảnh cưới mà lại mời mọi người ăn cưới à? Đúng rồi, phải cưới. Sao lại phải cưới? Mày cho xin cái lý do đi em ạ. Thật là buồn của bảy rồi, bảy ơi. Tôi đâu đó? Buồn làm chi em ơi. Thôi. Xuất xa rồi cũng phai nhòa. Rồi bà ơi, cố gắng đi. Bây giờ nó cưới nhau rồi thì mày có bị nghe. Thôi, bỏ đi. Đừng khóc nữa mà. Đừng khóc như thế thì đừng khóc như thế. Đứng lên đi về. Nó cưới rồi thì thôi, mày phải chúc mừng cho nó chứ. Nó đã mời mày ăn cưới rồi, mày phải chúc phúc cho nó. Mày hiểu không? Bây giờ yêu nhau thì cũng phải chúc phúc cho nhau chứ. Còn đến được với nhau thì mới là cái duyên cái số. Không biết ăn cưới chứ ở nhà hàng to mà mình không được mời vậy thì... Vậy là không mời chú Mích à? Không có, bà về với chú Mích có được đâu. Không đi chỉ đưa cháu mấy tấm này thôi. Vậy là vậy thì ký tờ đăng ký kết hôn em làm lại tờ mới rồi à? Ông cũng làm lại tờ mới rồi à? Chắc vậy, chắc ký rồi. Đã ký rồi mới có cái tiếp lời này được. Toàn hôm nào ăn cơm rồi. Tôi nói đây là hình của 30 tháng 2 này cơ. Bây giờ chục khung nữa cơ. Còn đây là anh cơ mà. Gần chục khung nữa là ăn cưới cho ra rồi. Còn đây là tên của anh cơ mà. Tại sao lại tên của người ta? Người đứng cạnh em là người ta hả? Cho ra em nói đi. Thế là toang rồi. Anh mất em. Tại sao hôm nay em lại mang cái đau buồn như thế này? Anh biết làm sao? Thường thì người ta gửi thiệp mời cho nhau thì rất là vui. Tại sao bọn anh lại như thế này? Đấy. Này em cười tươi như thế này chứ. Không phải em chụp. Em không chụp. David và Chara này nữa nè. Úi dồi ôi. Không chụp mà lại có cái bức ảnh như thế. Anh đây là anh ghép ông ấy lấy hàng chị. Đời về sau. Ai ghép nhân viên phải cùng nhau. Mà mày cũng chấp nhận cưới ông ấy rồi cơ mà. Mày là mày đã ký giấy kết hôn rồi phải không? Cái này mình phải đi chết chết. Sao em lại làm thế với anh? Mày biết mày làm như thế thằng bảy nó buồn lắm không? Thằng bảy bất cha ra.
Ôi anh em ơi, em ơi, chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi, không có gì phải đau lòng đau khổ. Em bỏ đi, nghe lời em đi mà. Em bỏ đi anh ơi. Anh ơi. Em đi về đi. Anh đi về đi, đi về đi. Đi về đi. Thôi, thằng nào nó cũng bỏ mày rồi. Chú ơi. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, mãi sau anh sống thế nào? Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta sẽ mãi xa rời. Nở duyên đến nay mình chả rồi. Thôi em ơi, lên bờ đi. Đi đâu ấy? Mày ơi, đi về đi. Như là em đi mà, đi về đi. Ê, mày ơi, mày đi đâu ơi? Mày tâm sự với ai à? Mày rút bộ tâm sự gì? Em đi đâu? Thôi mày ơi, về đi. Cái này chuyện buồn này cũng ai chả biết là buồn rồi, nhưng mà thôi. Cha ra nó đi vậy vậy, nó vừa cứu gia đình vừa cứu thằng Sáu phải đi tù. Anh ơi, thôi này, tha thứ cho nó đi. Em đi về đi mà. Châu ơi, cha ra bỏ tao rồi. Châu ơi, nó thấu hiểu đấy. Mày biết gì chưa? Cha ra bỏ tao mất rồi. Đi về đi anh. Cha ra bỏ tao đi cưới người khác rồi, cha ra. Anh muốn ơi. Châu ơi. Anh ơi đi về đi. Anh ơi đừng. Nó sợ đây. Thôi nó bỏ, nó biết rồi. Thôi nào thôi. Châu ơi. Thằng nào thì nó cũng lấy chồng rồi. Lấy chồng rồi thì thôi với mày. Bây giờ nó mời mày ăn cưới rồi. Chứ cứ cưới đi. Anh ơi. Ôi, con làm này. Mấy cái thiệp mời của người ta rồi kìa. Thôi, thông cảm cho cha ra đi, bảy ơi. Đúng rồi, nó chỉ vì gia đình thôi mà. Thôi, đi về đi. Nó bị cứu thằng Sáu này ra đi. Uống ra, sống lắm cái gì. Về đi. Em về đi. Về. Không. Không về đâu. Ủa là ngôi thằng này đưa đi gấp đường rồi. Sao rồi? Lên đề mặt tao. Ông David đâu hả? Hỏi cha ra. Ông bây giờ lũ anh nói muốn nói chuyện với ông đấy. Ông ấy về Hà Nội rồi. Mày có em sao? Trời ơi. Cái này nó mời ăn cưới. Cái này là mình vì đi sang bên đấy ăn cưới à? Vâng. Nó mời bên Hà Nội đập cái gì? Trời ơi. Anh ơi. Nữa là được. Anh ơi. Nghe đi về đi.
Mày ơi, mày đi bán đây kiếm cho đứa sao? Mày đừng có hỏng giết của anh. Ta ba cầm giết cho anh. Ta ba nó cũng vì tình thế thôi, nó không làm gì được. Cứ vậy đi con, bảy anh à. Lên đi về. Sao chị không để em đi tù vài năm thôi? Đi về, về. Em đi vài năm thì em về mà. Em đi ra đây anh nói chuyện với em. Ôi bây giờ thông cảm cho cha ra đi, cho cha ra cũng vì gia đình nữa, với lại nó cũng cứu sáu một phần rồi. Bây giờ thằng David ấy nó mà không lấy cha ra là nó hại gia đình cha ra này, rồi thì nó cho thằng sáu đi tù này. Tại vì sáu cái tội đánh gãy tay nó. Đau một lần rồi thôi, không đau nữa rồi. Cha ra, em giải thích với anh đi. Bây giờ anh biết phải làm sao đây? Bây giờ đấy em nói em sẽ cưới anh cơ mà. Cưới làm sao được mà cưới bây giờ nó còn nợ gia đình, nó còn nợ thằng David tấm tiền vậy đi. Em nói chuyện tình này thế nào anh rồi. Thành công em sẽ cưới anh cơ mà. Chuyện tình này khi nào mà thành công thì khi nào em đủ 18 tuổi thì em cưới anh cơ mà. Sao bây giờ em đi cưới người khác rồi? À. Thật sự không muốn đâu nhưng mà em nói đi hả? Cha ra, à. Cha ra, em nói đi. Wow, con này đỉnh thế. Ôi, cha ra em nói đi. Anh đi lên bờ đi rồi em nói. Đúng là chạy chạy mày đây. Chạy mày đây. Đúng là chạy mày đây. Không phải thầy giáo lại em, tại em tự em quyết định không phải gì thầy giáo, không liên quan gì tao hết cả. Không phải. Không phải. Không phải như vậy. Không phải. Cưới chồng thì mày cũng phải chúc phúc nó đi. Tuy là biết là nó không vui anh đâu. Mày biết không? Tại vì đánh, đánh người ta. Tại đánh người ta đây. Người ta làm mày đi cưới đây. Không phải chị đây. Không phải. Không phải đâu anh ơi. Không phải mà. Thôi. Tại em. Tại em. Bây giờ em chị là sao không biết làm sao luôn ấy. Không phải tại sao anh ơi. Ôi đâu đấy? Đâu đâu? 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 Sao mày lại đi như cha ra rồi bây giờ nó khổ như thế này ấy chứ? Tình yêu đúng là tình yêu làm cho con người ta mù quáng say đắm. Anh ơi đi lên bờ đi mà. Bờ anh ra đi. Thôi mạnh mẽ lên nào. Anh bảo em cứ gì lên bờ nói đừng ở đây nữa.
lỗi mà anh đi về đi. Không có lỗi đâu, đừng làm thế. Anh bảo đi. Anh đi về đi mà. Thôi, mày hết. Trời ơi, mày hết. Anh ơi, Bởi nhìn anh nhá. Bây giờ phải thông cảm cho nhau. Không được làm như thế. Không được. Ôi trời ơi, bọn này đánh nhau rồi à. Lặn hết rồi. Trời mày. Trời mày. Trời ơi, bọn này lặn hết rồi. Không phải tại sao. Bây giờ nhá. Này. Bởi ơi, em không được đánh anh Sáu như thế. Hôm nay nhá, nó đánh tay thằng David ấy cũng vì là nó đây đi này. Hôm nay anh nó đánh ghế tay thằng David là vì nó cũng ức chế cái vụ David nó bắt phải cha ra phải lấy nó. Chứ đây nó đang ức chế vụ mày mà. Nó cố ý đâu. Mà lại đổ lỗi không lỗi ở đây. Đi lên đi. Này cha ra không yêu cha ra yêu đứa khác đi. Em sao thế hả bấy? Em bị mù quáng rồi à? Hả? Thằng Sáu bây giờ nó cũng cố ý đâu. Nó vì tức quá. Tức cái cách ứng xử của thằng David với lại cha ra với lại em. Nên nó mới quá tay, nó đánh ghế tay thôi. Ai ngờ được là cháu phải đi tù. Bây giờ cha ra nó chỉ cứu cháu là một phần thôi. Còn lại nữa là nó phải cứu gia đình nó. Chứ không phải là ngay cứu thằng Sáu đã tù mà nó phải lấy thằng David nhá. Đúng rồi, anh ơi, bình tĩnh. Đúng rồi. Anh được cứu được sao được. Giấy kết hôn thì có rồi. Thiệp mời cũng có rồi. Anh Sáu, em làm sao nữa đấy? Hả Sáu? Anh quá đáng rồi đấy. Chúng mày làm sao đấy? Sáu, em sao đấy Sáu? Hả? Sao? Em sao bây giờ chúng mày lại hóa ra như thế hả? Chúng mày làm sao đây? Hả? Sáu ơi. Đúng rồi. Dậy cháu lên bờ kia. Giờ có em sao đây? Trời ơi, chúng mày làm sao đây? Trời ơi, ôi trời ơi. Thôi. Mày ơi, Sáu ơi. Hai thằng của mày đều không kiềm chế bản thân nữa rồi. Hai thằng này, một thằng đi gái, một thằng đi gái. Ê, anh em. Anh ơi, đừng. Thôi, anh lại đi. Mày bỏ ra đây. Em làm sao thế nhỉ? Trời ơi! Này bấy này! Mày có giỏi mà mày đi lần thằng đi viết phải đánh! Đúng rồi, chúng mày kia đánh nhau làm gì? Anh em với nhau kia lại đi ở đánh nhau à? Mày có giỏi mày đi lần thằng đã viết mà đánh sao bấy ạ? Thằng Sáu đúng vậy, mày có giỏi mày đi lần đã viết mà đánh, đừng có đánh bấy như thế! Quá đáng cái gì bây giờ, người yêu của người ta đi lấy vợ như thế thì em nghĩ làm sao? Thằng bảy này rất đau khổ, chạm đáy của nỗi đau. Đúng rồi đấy.
Hai thằng chúng mày không đánh nhau một ngày chúng mày không yên à? Không. Thôi đi lên đi anh ơi, đi lên. Mày bị chứng lại đi. Chúng mày bị hấp à? Ờ. Trước sau thì cũng phải lấy chồng thôi. Không lấy mày thì lấy David là cũng hợp lý rồi. Đúng rồi. Mà lấy David nó có rất nhiều cái lợi luôn. Bọn tao cũng còn được đi sang bên đấy để ăn chơi cơ mà. Em đừng có đưa người của anh. Nhưng mà đi lên đi. Trời ơi, bây giờ yêu đương chỗ này chết không chứ. Thôi đừng yêu nữa. Đi về. Yêu đương cái gì? Chết rồi, cố thật. Thật là yêu đương của nó lại yêu hai đầu cối. Thôi bỏ anh. Đi về nhá. Đi về. Về cái gì mà về? Về cái này biết mày hay mày làm cái trò gì? Mày đừng quá buồn bã vậy rồi ốm vào người nhá. Tất cả đây ai cũng chỉ lo cho mày thôi, lo cho anh em. Hay là mày thấy mọi người ở đây rồi mày lên nước? Đó. Đúng rồi. Ai là vậy? Mày thấy mọi người ở đây khuyên căn mày rồi mày lên nước. Chú về đi, anh muốn về đi, cháu muốn một mình. Muốn mình ở đây làm gì? Mày ở đây một mình làm cái gì? Không. Ừ, đi về đi, đi lên đi về cả. Lên đi về. Đi lên, đi về cả. Lên. Đứng lên rồi đi về. Đi về đi mà. Đi về chưa đi về. Cô này mày cứ ngoài đầu mày làm cái gì? Hả? Anh ơi đi về đi. Đi về, lên bằng, đi về đi. Đi về. Không, anh đi về đi. Đi về đi. Về là về cả. Mày đi về đúng không? Đừng. Em không đi. Sao nó có lỗi nó đánh David ngay tay. Nhưng mà nó không phải là lỗi tất cả là nó đâu. Mày đừng đổ lỗi cho nó nhiều quá. Em bỏ anh ra. Bây giờ phải thông cảm cho bọn nó đi. Sao ra đi lấy chồng cái này, thằng David nó cũng giàu sẵn đi. Nó còn cứu cả gia đình nó nữa chứ. Nó biết tuổi đời sao? Ừ. Tuổi đời thì ra cái chắc rồi, rồi thì phải nó giàu à. Oh no. Chú đi về đi, cháu muốn một mình. Một mình cũng giàu, mình đi về. Đi một mình cái này cứ ở đây mày làm con trò gì? Hả? À? Anh bỏ đi ra. Đi về. Dẫn dẫn lên bà, dẫn bà. Một mình làm sao được? Bây giờ mày ơi một mình có mày nhẹ ra thì gì ra thì làm sao? Một cái gì mày bỏ ra nghe đi về không đánh nhau nữa đi về thôi. Mày đừng có đổ cái này thằng Kháo nó đang bị giam lỏng mà mày đòi đánh nó nhá. Tao không hiểu chúng mày làm kiểu gì luôn đấy. Anh em với nhau cười rồi lao lao đánh nhau. Thôi bé ơi đứng đây bé ơi. Không lọc cái gì. Đứng lên đi về, không phải bố vậy. Thôi con trai. Đứng lại còn đâu. Anh ơi, ngồi dậy đi về đi. Không, em bỏ anh ra. Anh ơi. Đúng là cái chuyện yêu đương này không thể nào mà giải quyết được. Thôi, cha la ơi, em đừng nói cái chuyện mà em cưới vợ ở cái chồng này nữa, mà em cứ về nhà trước đi. Cái này vấn đề đang buồn như thế này, hôm nay em lại mang thiệp mời đến nữa thì em sát muối vào vết thương à? Đúng rồi. Mọi người, cha ra. Mọi người còn đang thì mừng thằng Sáu được ra. Thế mà tự nhiên quay lại. Cái thiệp mời đến làm đứt hết đàn ruột từng người một. Đất chết lục rồi chú. Đất phèo con bẫy. Toang bẫy. Đất chết lục à? Nói vậy nói hơi quá. Chú đất từng đoạn một ra vậy, cái này còn cái gì nữa? Ừ, chú nói áo vết thương. Chú áo nó vừa buồn như con chuồn thôi. Đúng rồi. Chú làm sao chú nó rút kinh nghiệm không? Chú buồn thì buồn như con chuồn thôi chứ cứ buồn gì mà đã hết ruột ra. Buồn vậy là buồn cái cú rồi thì bà. Chú bà hợp bà. Làm sao nữa? Tao hút làm sao? Cô này là tao. Cô này, quay lại chị tao mà. Lại đến đích 17 rồi đấy. Bây giờ bọn nó như thế chú không quên ngăn nó đi. Chú còn nói mà buồn nước ruột nó nhẹn rất cái gì. Lỗi đầu tiên của nó thì cha ra nó cháu nó đi vậy mà cha đá phải đi lấy chồng luôn. Cái gì mà lỗi thằng Sáu? Đấy là cái này cũng là đua nó cơ mà. Sao không biết được? Đua vô này là một phần nó là thằng Sáu thôi. Còn Sáu đó chứ không phải là một mình nữa. Thằng Sáu thì là nó chỉ là một phần thôi. Bởi vì thằng Sáu là nó tức quá chứ. Tại mày đấy. Tại chú ơi. Chú là nói cái nào?
Người nói gì đó, nói là hoàng màu, cứ chửi là hoàng màu. Tao không phải, tao tự nhớ tao nói, nhưng mà cái đấy là sự thật nhá. Sự thật cái gì? Bây giờ là không phải là nghe em cháu nữa, cái đấy cả mọi người đi. Cả gia đình nghe nói chứ. Thôi, bình tĩnh lại, bình tĩnh đi. Bé ơi, ở lại đây bé ơi. Này mọi người cứ mà cãi nhau. Cứ mà cãi nhau. Anh bé ơi. Anh xin lỗi. Này. Còn nhiều cô ấy mặc tốt hơn em. Anh đừng nói gì ra. Thôi, bây giờ không yêu nhau đi, giải thoát cho nhau đi, làm sao mày, chúng mày cứ bị khổ sở mày làm gì nhá. Lấy chồng thì cũng lấy chồng rồi, mình kiếm vợ mới đây. Em lừa rồi anh, em đi chụp ảnh cưới, em lừa rồi anh, cho ra. Thôi đi, anh đừng ra một chị ấy rồi. Mày đi ra chỗ khác. Tại gì mà tại tại chú ấy? Tại sao? Tại chú ấy, chú nói là vâng. Qua đâu là mỗi người đều đau lòng cả. Chứ không phải một mình ai cả. Không phải là ngày nói đây luôn. Nó có cố ý làm thằng đấy bị gãy tay đâu. Chú làm sao ấy? Chú làm sao ấy? Chẳng có gì gì rồi. Ta đòi làm sao quá. Cái gì cái này nó nghe không? Chú làm sao? Chú làm sao ấy? Dừng dừng cái gì? Đây là cũng là nó đi cưới là cũng lo gia đình nhà nó đấy chứ. Nó phải giúp bố mẹ nó đâu mà. Để có vì gia đình nha không? Nhưng mà khi làm sao tự nhiên nó lại bỏ thằng Trình lên đây. Bố kìa là bố. Thì bây giờ nó phải giúp bố mẹ nó đến chuẩn bị đến ngày này. Lấy tiền rồi. Nó không có tiền giả thì nó phải giúp bố mẹ nó thì nó phải đi đến thằng đấy chứ. Chú làm sao chứ chẳng hiểu cái gì hả? Thì nó nhưng mà không hiểu cái gì hết à? Mày còn thử tao, tao nể mày nhá. Tao không có mẹ chú đâu. Tại mày nhá. Tại chú ơi. Tại mày đó. Tại chú ơi. Tại mày đó. Chú ơi. Mày không kiên can được nữa. Đại chú người lớn chứ. Ôi giời ơi. Nhưng quan thì nó là đâu. Không hả? Cháu không biết được. Gặp rồi. Cháu là cái chú. Mày cứ nào cũng không biết với nó. Là đi nha chú. Bây giờ chú là người lớn đi. Bây giờ chú là người lớn đi. Chú là nói như đầu hàng mà. Ê, đó, làm đó, làm đó thì đàng hoàng. Làm đó mới vừa làm chú mày đi. Cô phải nhìn nhận nó đúng vào. Nhìn nhận nó đúng vào. Nhìn nhận nó đúng vào. Chú nghe kiểu không? Làm sao vậy em? Không em nói nghe. Mày người lớn đầu rồi mà không biết đường làm quen bọn nó rồi. Không biết giải thích cho bọn nó hiểu đi. Tao giải thích chúng nó có nghe không? Hay là chú mày ơi, về chú có đánh câu nào đó mà nó nghe. Tao hiểu nó. Anh nghe nó rồi. Chú nó không nghe. Chú không nghe. Chú chẳng bảo câu nào. Chú cứ ngày chỉ tâm đầu vào lửa thôi. Chú nói tại những câu sao ấy. Chú nói kìa. Không tại thằng cháu đâu. Thì không bao giờ có tiền cái này chú có đến kia. Mà ta ra phải chú nó chồng. Chết rồi. Chạy châu à. Bà Dê làm sao tự lại bánh nhau mới em hả? Tao lấy cái đồ cho chị cho em đấy không? Tao biết đu đu thôi. Nếu không lấy đây.
Bây giờ mọi người cứ đánh nhau về à? Đúng rồi, bây giờ chú lỡ đầu, chú phải giải thích cho mọi người hiểu chứ. Bây giờ giải thích cũng chỉ vậy thôi. Lỗi thì ra ra nó một phần chủ yếu là thằng Sáu thôi. Cái gì vậy? Chú đừng có nói ăn nói gì chủ vậy nhá. Thằng Sáu, ta thôi, ra ra là nó bị gia đình nó. Bố mẹ nó là thằng Sáu hết chưa? 500 tỷ 500 tỷ hay 300 tỷ? Chúng ta không tản xếp tuần tuần. Tại sao cái thằng kia phải đánh nó để cho tay đó? Cha ra nó bảo là 500 tỷ thì mọi người cũng không giải quyết được đâu. Đến cuối tháng cái nơi rồi thì nó phải giả nợ thì nó phải cơ để nó đi quyến luôn thằng ấy đi cho nó phải lằng nhằng. Kể cả có vậy đi chăng nữa. Vậy chia rẽ là bây giờ thằng Bảy đây. Nó cứ như vậy. Ôi mày khuyên nó đi. Mày nói cho nó sao được. Bây giờ cũng phải ra ra chứ. Ra ra nó bảo nó giúp đỡ mẹ nó cũng thương thằng Bảy nhưng mà bây giờ nó không biết làm sao. Bây giờ vấn đề như này câu chuyện không phải của mọi người. Chuyện của thằng Bảy với cha ra mà sao mọi người cứ làm to chuyện thế nhỉ? Đúng rồi. Không phải chú cứ phải làm to chuyện để làm gì? Cái chuyện này không phải chuyện của riêng ai, chuyện riêng Chuẩn là của cha ra với ông Bảy thôi. Nhưng bây giờ nó ở trong cái lĩnh vực kẻ bao nhiêu mọi người. Mà chà thấy chúng là thằng gì? Nó rời ra là mọi người gì? Mọi người có tốt xuống không? Bây giờ là chuyện là của thằng của cha ra gia đình nhà nó chứ. Cha ra nhưng bây giờ thằng Bảy nó về cái tốt thương cho nó không? Thương chú lại bỏ quên nó. Thương cho tấm thân cơ hàng nội đường có đỏ sang ao à? Thương hết rồi, thương cả. Cháu bảo đây nè, cháu chú bảo đây nè. Thương thì thương thế thôi. Biết bao đêm dài mình anh ngóng trông. Đúng rồi, chú đừng ngóng em kiểu đây. Chứ không phải mà, không phải mà cứ kiểu là thương là thương nó. Con này thương vậy cơ à. Bấy đi mẹ. Này, đi mẹ cho chú mẹ. Bấy cái đồng thương không? Lúc ban đầu ấy, tao còn nghĩ còn thương cho cha tao. Nhưng mà đến giờ này á, nó chỉ một chút thôi. Mà tại thằng Sáu này hết. Lại đây thằng Sáu, chú đã nói cái kiểu gì ấy hả? Chú đừng có nói cái kiểu đây. Không có thằng Sáu nhá thì không đến cơ sự hôm nay cha ra nó phải đi lấy chồng đâu. Thế là có phải đến cuối tháng đến nơi rồi thì nó phải giúp bố mẹ nó trả tiền. Không trả tiền thì nó phải đi cưới thằng đấy. Chú không sao rồi, đừng có đánh nó. Đánh nó nhẹ nhẹ thôi, tao khuyên can chúng mày bao nhiêu lần rồi. Đấy, thằng Sáu nhớ tay ra. Đưa lên đi ông. Thằng Sáu nó cố tình đánh thằng David nó lấy tay đâu. Không phải là nó cố ý đâu. Chú chẳng biết cái gì cả. Chú không có ở đấy thì chú đừng có nói vậy. Không phải tại Sáu nhá. Tại sao ông trầu quá bố bảo là có người không kiện nữa. Có người không kiện nữa thì bắt đầu là thằng Sáu mới được ra. Này, bây giờ cộng dồn mà thì ông qua thằng David nó bảo vậy rồi thì hôm nay cuối tháng hay rồi cho ra nó cũng phải đi lấy thằng David chứ. Đấy là David thì trả nợ thì cứ để nó cơ cả cộng cả rồi việc thằng Sáu nào nữa thì trả thằng Sáu về là phải rồi. Không biết được hả? Bữa nay tại tới hết. Bảy ơi gọi ra đi. Chúng mày làm sao ấy? Chúng mày chơi hai đứa chúng mày lại đánh nhau rồi à? Đứng lên hết đi. Đứng lên lên bờ kia rồi thì nói chuyện với nhau. Tại thằng năm à tại thằng Sáu hết đấy. Đứng lên. Chú đây. Bảo đi chúng mày lên. Chú ơi, sao chú lại vậy? Mày không có nhau nữa. Mày không có nhau hả? Sao chú có đổi lỗi hết cho anh Sáu đây? Tao không bênh nữa nào cả. Nhưng mà có vẻ thương thật rành rành không? Nhưng mà đâu có phải là do anh Sáu hết đâu. Sao chú làm mắng anh Sáu đây? Mắng anh Sáu đây? Thương thật rành rành kia kìa. Sao chú làm cái này nào? Bây giờ chú người lớn này. Chú phải xem nó đàng hoàng vào chứ cơ. Một mình cơ này. Chú đổi tội là tất cả mọi chuyện là thằng Sáu à? Không phải là lỗi của ngay thằng Sáu nhá. Không phải rõ ràng là ngay lỗi của thằng Sáu. Nhưng mà cũng do một phần là thằng Sáu kia nó không một phần đấy là một phần nhỏ đây không đến mức độ như thế này đâu mà tao nói bao nhiêu lần rồi bao nhiêu tao nói với anh ta này bao nhiêu lần ấy kệ nó đi nói chuyện đâu đó chú làm ăn rồi không được đâu này anh ta rồi bốn rồi mọi người bao nhiêu lần gặp David David đu đu đấy nhớ chưa đấy. Này cơ này có mỗi một mình chú ở đây là chú nói cái dạng điều kiểu đấy thôi nhá. Mỗi một lần gặp là tao bảo đừng có đánh người ta. Khuyên bao can bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà ai đánh đâu đánh. Xong vào đánh. Chẳng qua hôm ấy là nó ức chế quá. Nó cay quá vì việc là thằng David ấy nó bắt thằng bắt con cha ra kia ghi giấy giữ cái đồ như này nó rủi một phát đập tay vào đá thì nó gãy tay ra nó bắt đền như sao nữa. Vậy đấy, thấy ức chế hay là như thế nào? Thấy ức chế chưa? Này, nó như thế ai thằng chế? Hiệu quả không? À cô Long lại hiệu quả không? Nó mà như thế nhá, mà anh em với nhau ấy thì chú về chú phải ức chế thôi. Tao ức chế, nhưng tao khuyên can, tao bảo nó ban từ từ, bảo David từ từ.
chú nghe nghe làm cái gì là chú mới là chú mẹ nó là người lớn. Chú còn lần đầu tiên nhá, tao nói thật với chú à, cái lúc đầu tiên ấy nó đến ấy, mấy chú à nó còn cho tiền chú à, chú thích chú lấy tiền luôn đấy. Đúng rồi, chú nhập tiền, chú ham tiền. Chẳng qua là có còn cháu đấy nhá. Tiền đấy. Có còn cháu đâu, tôi nói mấy cho chú ấy, chú mới không lấy tiền nữa thôi. Ai cũng tham tiền nhá. Ai không có tiền đầu tiên cũng bỏ. Thôi, thôi. Đó chỉ cần tình cảm thôi. Lôi nó lên. Lên 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 lên. Lên lên. Lúc này lúc này lên. Trời ơi. Chà la luôn. Cái 46 chà la luôn bẻ lên. Đi lên bờ đi. Đi lên bờ. Đi lên bờ. Để cho mày đi lên bờ cho nó chuyện với nhau. Chuyện của chúc mày đưa đưa ra mang ra nhiều chuyện nào. Đi lên bờ kìa. Này được về rồi đi. Không bảo nó không báo cáo làm sao để biết đường. Cho nên nó phải đi ký vào dưới cái hôn của con này đó. Thôi chú đừng tính hết rồi. Chú đã nói những cái gì vậy? Đi về đi rồi rồi. Không lóc cái gì. Thì bây giờ nó cũng giúp gia đình nhà nó chứ có phải là nó muốn cưới thằng đấy đâu. Nhưng mà bố mẹ nó nợ tiền nó thì biết làm sao bây giờ. 500 tỷ ấy em ạ. À. Tiền cũng phải tất cả. Nhưng mà tiền có thể mua được tất cả. Đấy, đấy là ý định của chú đây. Cái suy nghĩ của chú đây. Ê, chà đây. Ôi chà anh bỏ em này. Chồng rồi đấy. Thế bây giờ em không lấy ông lấy David đâu, em quay về với bảy. Không được đâu anh. Sao không được? Em mà về gia đình em thì sao? Bảy bảy đứng dậy khuyên đi, ăn vạ đi. Biết đâu cha đã hồi hồi. Thằng này thì quyến đèo. Đấy, yêu đuối vậy thì như thằng BD, vậy thì bố làm sao? Người ta không thèm là phá rồi. Quyến đèo. Mày mẹ mẹ chứ. Đứng lên. Đó thật thế. Vì thằng Sáu đấy, nhưng mà mày cũng phải cứng rắn lên. Thằng Sáu kia nó, vì mày nó đánh mày, nó đánh David. Nhưng mà cũng tại nó. Vẫn còn tại nó, cái này chú làm sao ấy. Chú làm sao ấy. Không tại nó nha, không bao giờ có chuyện cha đai nó phải ký. Rồi, nói chung là đáng lẽ nếu mà không thằng Sáu mà không đánh với tay thì cũng không nên nói này. Có phải giải quyết bất bình thường không? Rồi. Bây giờ nếu mà mình chưa có tiền thì mình trả tiền sau. Mình trả tiền dần dần đấy. Nào, không thấy ngày nào nó cũng đến nó đòi đấy à mà đòi tại tiền sau. Bây giờ tôi nói không bao nhiêu nha. Bây giờ tội chồng em tội thì bây giờ nó cha đai nó phải giải quyết cho nó nhanh gọn như. Nó thật chứ ngày nào nó đến nó đòi mình chẳng giảng chẳng làm sao nữa. Mình không giả thì làm sao nữa. Nó bắt mình cưới, cưới thì mình phải cưới thôi. Nhưng mà cái này ông đấy là đi tù vậy đi phải không? Ôi, lại gốc, lại gốc cây đơn nha. Anh em nào, lại gốc cây đơn nắng rồi thì khuyên để nhau sau, chỗ này nắng lắm. Chà ra. Em không làm với anh đi mà. Em xin lỗi anh, tìm mấy khách tốt hơn em đi. Còn nhiều người hơn mà. Không. Sau này anh phải hạnh phúc hơn. Không, anh không hạnh phúc được đâu. Không bao giờ anh giúp được khi mà thiếu với em. Em phải đi rồi. Không, em đừng có đi mà. Cha ra. Xin lỗi anh. Không, em không có lỗi. Em ở đây với anh đi. Anh không muốn rời xa em đâu, cha ra. Em không để ra bỏ em ra. Không đâu mà. Anh không tận mắt nhìn em đám cưới với thằng khác đâu. Chờ ra. Đúng rồi, đây với anh đi, em đi với anh đi. Đừng đi với anh đi, đừng đi với thằng David nữa mà. Anh phải mạnh mẽ lên, anh đừng có khóc nữa. Sau này, anh phải hạnh phúc hơn, anh sẽ kiếm được nhiều người tốt hơn em. Không. Em không sống với anh đâu. Không, bố lên. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Nó nói đúng đấy. Đúng rồi. Hai đứa bọn em đều phải mạnh mẽ lên nhá. Đúng rồi. Em ở bên người đấy em cũng phải mạnh mẽ nhá.
Khi nào có nhớ về nhau thì nhớ trong lòng tôi. Số 1 ở trong lòng anh ấy. Thì ra là mày im mồm đi. Hát đánh xẹt với Dương gì. Ở bên cạnh tôi. Chú ơi, chú có nghe thấy câu mà thằng Bảy nó bảo là cha ra bây giờ là số 1 của nó chưa? Đó là không có ai có số 1 nữa đâu. Em đừng đi đâu. Em phải ở đây với anh cơ. Tao tao sẽ buồn đấy. Thôi anh chị đừng cắt đuôi nhìn con trâu kia kìa. Anh ba ơi, em đây em cho anh khuyên ngăn thằng Bảy anh đi. Anh Bảy ơi, anh đừng buồn nữa. Anh không biết đây, chị ra còn đi em con trâu cái ở dưới kia kìa. Mày xả lơ lắm. Mày xả lơ đi. Tao bảo mày khuyên ngăn trận đàng hoàng mày ăn nói xả lơ. Anh Bảy với con trâu cái đồng đôi mà. Không, anh chỉ yêu chị cha ra thôi. Đó, thấy chưa, bây giờ nó chỉ yêu cha ra thôi. Còn nó không có ai yêu, nó yêu ai nữa đâu. Bây giờ biết làm sao. Cha ra. Toàn ơi. Thôi đi. Thôi anh về đi, anh về đi. Không, anh không về. Em phải về với anh. Còn nhiều người tốt hơn em mà. Wow. Em không xứng với anh đâu. Thôi anh đi về đi. Cha ra. Anh không muốn mất đi em đâu. Anh không muốn mất đi em đâu. Em ở lại đây với anh đi mà. Giọt nước mắt như dầu củ lá rơi. Giọt nước mắt như sông. Chú đi về đây. Đừng khóc nữa. Mình thấy mệt mệt anh chưa. Đó là thật to một người. Em yêu quá. Anh ơi, cần em. Anh luôn cần chết. Chết em ơi. Sao nó xa nhau rồi. Em bảo em cưới anh cơ mà. Mình sẽ thêm đi cưới người khác ra ra. Sao? Vậy em về em tổ chức đám cưới mới thật à? Hả? Thôi em bây giờ khổ thân mày vậy. Anh khuyên anh đi hồi em. Khuyên làm sao được bây giờ? Em xin lỗi. Thôi này anh bảo này. Ê đứng đứng lại anh bảo. Bà đây bà dê. Bà dê đây anh bảo. Bà đừng đứng đứng anh bảo này. Thôi thôi. Anh bảo nhá. Bây giờ này như này này. Thông cảm cho nhau đi. Không ta thông cảm cho cha ra. Bây giờ thì nó cũng không muốn vậy đâu. Nhưng mà nó bắt buộc phải vậy rồi. Nha, tôi cảm. Muốn như thế đâu. Mày ơi, mày làm vậy là khổ cho ta ra đấy. Không à. Bà Dê, bà Dê dẫn thôi thì dẫn cha ra về để hôm khác nhé. Tôi cuối cuối. Thôi anh ơi. Cuối chấp nhận anh đi ăn cưới em đâu. Mày về đi cho bố cha. Mày không ăn cưới mà. Xin lỗi. Không ăn đi, đi xin mừng. Anh cũng phải hạnh phúc đây. Ô, anh không hạnh phúc đâu. Bà dây dẫn ra về đi. Không có
mày cố gắng đi. Mày không đi ăn cưới vì mày mừng tiến được không sao cả. Đấy là mày mừng đám cưới cho nó rồi. Ê chết rồi. Thôi. Chết rồi. Thôi thôi em bình tĩnh. Không bao giờ bình tĩnh đã. Có gì để quý này. Này anh bảo đây. Anh bảo. Cuối có gì để cuối tháng này mình xem tình hình đám cưới đấy, chéo là mình cướp dâu. Nhưng mà cướp dâu bên nhà nó giàu thuê toàn vệ sĩ. Bây giờ anh em mình về nhà dưỡng sức vài hôm đã, xong thì cuối tháng này anh em mình cướp dâu. Ôi về cướp dâu đi tù ấy. Cướp dâu mình bay sang Dubai không đứa nào đi tù được. Đúng rồi. Đấy không phải lãnh thổ Việt Nam đó, mình không lo. Dẫn bảy về trước, đi. Đấy em lên em nói chuyện với lại cha ra một tí. Dẫn bảy về. Để anh giải quyết cho, cứ để anh giải quyết đó. Cha ra ơi. Chờ anh nhá, bảo này. Thôi bây giờ anh cũng thông cảm thôi, vấn đề là em khó xử rồi. Bây giờ phải đi lấy David để lo cho gia đình với lại là cũng thôi nhá. Nhưng mà lấy đám cưới xong thì vẫn anh em vẫn quay video phim chứ. Còn quay không? Bây giờ gặp quay cái về không? Không mà em phải ở bên đấy. Mình cho là gặp để quay phim mình chị cho ra. Vấn đề bây giờ thằng Bảy nó buồn đấy kìa. Vậy anh phải tham gia bên nó bây giờ. Hả? Anh bỏ anh đi. Quên em đi. Không quên được đâu chị. Quên làm sao được. Mối tình đầu của Bảy mà. Thôi. Có gì từ cuối tháng này bọn anh sẽ giải quyết. Anh nhớ bỏ các anh ấy xa quá. Ừ, ok. Mừng ừ, cứ về đi á, cái vấn đề mà anh giải quyết sau nhá. Bà sẽ dẫn cha ra về trước đi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ui khổ thân như này nhá. Bây làm sao? Bọn anh vừa tính kế rồi, anh vừa mới anh Bảy mới bọn chú Mít vừa tính kế rồi. Cuối tháng này sẽ cướp dâu. Cướp dâu. Cướp dâu. Được, ok. Được, em nói cướp lắm. Ừ, đi cướp dâu. Đến cướp dâu rồi cướp anh Bảy về. Mình đến lấy ăn xong rồi đến lúc mà cháu nhẫn ấy. Ừ, mình cướp luôn. Mình cướp. Cướp chị cha ra về cho anh Bảy, sau đó là mình dẫn anh Bảy sang Dubai thì bọn nó không lần được nữa. Lần hai, đúng không? Ok nhá. Ok. Nào, kèo. Ok. Yeah. Yeah. Good job.